Xin chào tất cả mọi người nhé, trong buổi phát live ngày hôm nay này, ai đang theo dõi cho mình xin một chấm ạ. Xin chào Hoàng Dịu ơi, xin chào Mận Hà, ai đang xem cho mình xin một chấm nhá, một chấm của phát live ngày hôm nay nhá. Trong buổi live ngày hôm nay này, mình sẽ giới thiệu đồng hồ Dio. Trong buổi live ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đồng hồ Dio. 59k xả đồng hồ Dio nhá, 59k. 59k này. 59k. Xin chào Khánh Nguyễn nhá. 59k đồng hồ Dio này ạ. Xin chào Ngọc Rùa. Xin chào Khánh Nguyễn nhá, Ngọc Rùa. 59k đồng hồ Dio nhá, dây da lộn ạ. Dây da lộn có rất nhiều màu mà mình đang sử dụng đấy. Cảm ơn em nhé Ngọc Rùa nhá, chia sẻ cái like này giúp chị nhá. Xin chào Lily Trần ạ. 59k đồng hồ dây da lộn đấy ạ. Ai chia sẻ giúp mình ạ, chia sẻ giúp mình ạ, mua đồng hồ Dio với giá là 59k. 59k đồng thời đó là hôm nay là ngày buổi phát live ngày hôm nay này, nó là vừa là quà tặng này. Xin chào Công Dung Muôn Hành ạ. Xin chào Nguyễn Minh Hoàn ạ. Đó vừa là quà tặng, nó vừa là hàng bán nhá. Bán là 59k này, mình bán 59k một đồng hồ Dio này ạ. 59k một đồng hồ Dio. Dây da lộn nhá các bạn nhá, đây này. Chính hãng đồng hồ Dio luôn đấy ạ. Đây là xả hàng nhá, xả hàng này. Dio mặt trước và mặt sau của nó này, dây da lộn đấy ạ. Dây da lộn đấy ạ. Xin chào nhá. Xin chào Thanh Thiền Lẻ. Dây da lộn nhá, đồng hồ dây da lộn 59k một đồng hồ đây. Và trong buổi phát live ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu là kem trang điểm BB sở thích nữa ạ. Kem trang điểm BB sở thích, xem mọi người chia sẻ cái like giúp mình ạ. Ok Đình Hoàn nha, xin mọi người chia sẻ cái like giúp mình ạ. Xin chào Hoàng Đức Mạnh ạ. Cảm ơn nhá, cảm ơn Công Dung Muôn Hành ạ. Xin chào nhá. Trong buổi phát live ngày hôm nay mình sẽ bán kem BB sở thích với 315k, 315k các bạn sẽ được tặng một đồng hồ Dio ạ. 315k tặng đồng hồ Dio, free ship toàn quốc nhá. Free ship toàn quốc sẽ tặng đồng hồ Dio đấy ạ, giá 0 đồng. Có hai quà tặng cho các bạn lựa chọn ạ. Một là đồng hồ Dio, hai là máy massage lưng cơ mặt đấy ạ. Xin chào Thị Nguyên ạ. Máy massage lưng cơ mặt đấy ạ. Máy massage lưng cơ mặt này, một cây kem này sẽ đi kèm theo một máy massage lưng cơ mặt hoặc đồng hồ Dio đây ạ. Đồng hồ Dio trong buổi phát live ngày hôm nay mình sẽ là vừa hàng bán, vừa hàng tặng. Bán là bán 59k. Bán 59k nhé, xin mọi người chia sẻ cho giúp mình nhá. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm này sẽ được tặng đồng hồ Dio với giá 0 đồng ạ. Máy massage lưng cơ mặt này ạ. Máy massage lưng cơ mặt đa năng này ạ. Ai mua kem thì hôm nay sẽ được lựa chọn hai quà tặng này. Một là máy massage lưng cơ mặt, hai là đồng hồ Dio. Xin chào Lâm Thân ạ. Xin chào Thịnh Nguyên ạ. Ai mua kem nhá, hôm nay sẽ được tặng này. Đồng hồ Dio ngày hôm nay là mình vừa bán này, vừa tặng này. Vừa là hàng bán, vừa là hàng tặng. Bán là bán 59k. Còn ai mua 5 chiếc đồng hồ thì đây sẽ free ship toàn quốc ạ. Còn kem BB này, kem BB trong buổi ngày hôm nay là mình sẽ bán nhé. 315k free ship toàn quốc, được tặng một đồng hồ Dio này, tùy các bạn chọn. Xin chào Thảo Nguyễn ạ. Tặng một đồng hồ Dio này nhé. Một cây kem này sẽ tặng một đồng hồ Dio này ạ. Trong buổi phát live ngày hôm nay mình sẽ mua cây kem này, mua một cây kem BB sở thích siêu che khuyết điểm chống nắng này. Bảo hành cho đến bao giờ hỏng thôi anh ạ. Xin mọi người chia sẻ cái like giúp mình nhé, chia sẻ để cho nhiều người biết tới. Được, hôm nay là có nhiều phần quà này. Mua kem trang điểm BB sở thích này, thiết kế nhỏ gọn hai đầu này. Một đầu là kem này, một đầu là kem này, một đầu là cọ này. Bây giờ trên tẹo mình sẽ test thử. Xin chào Thanh Minh Hoàng ạ. Mình sẽ test thử cái độ treo phủ của nó. Khi mua kem này sẽ được tặng đồng hồ Dio với giá là 4 à giá 0 đồng ạ. À Mai Sen ạ, cô Sen ơi. Có đắp mặt của cô rồi nhá. Có đắp mặt của cô rồi đấy.
đấy, nhưng mà cháu quên mấy ngày hôm nay cháu trả ấy, mấy ngày hôm nay quên không 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 nhắn tin cho cô. Xin chào Thanh Tuyền ạ. Xin chào Thanh Tuyền ạ. Đồng hồ Rio giá 0 đồng đây ạ. Giá 0 đồng cộng theo kem nhá. Đồng hồ Rio giá 0 đồng cộng theo kem này. Ai mua kem BB sở thích sẽ được tặng đồng hồ Rio đây ạ. Ai mua kem BB sở thích sẽ được tặng. Xin chào Bích Hằng ạ. Xin chào Lưu Thu Hà. Mua kem BB sở thích nhá, sẽ được tặng đồng hồ Rio nhá. Đồng hồ Rio trong buổi ngày hôm nay nhá, mình vừa là hàng bán này, vừa là hàng tặng ạ. Bán là bán 59k. Ai mua 5 chiếc trở lên là sẽ có receipt toàn quốc luôn ạ. 59k đồng hồ Rio ạ. 59k đồng hồ Rio đây ạ. Ai mua một đồng hồ là sẽ 59k, 30 phí ship toàn quốc. Xin chào Nguyễn Hiền ạ. Còn nếu mà mua cùng một cây kem treo chia khuyết điểm BB sở thích này, trang điểm chống nắng che khuyết điểm BB sở thích này sẽ được tặng một đồng hồ Rio, tùy các bạn chọn màu nhé, có màu đỏ, màu nâu, màu đen, màu xanh, màu xám, màu vàng bò ạ. Nhiều tim quá. Cảm ơn nhá. Màu vàng bò nhá. Rất nhiều màu đồng hồ nhưng ở đây chỉ có màu xám với lại màu xanh thôi. Mà đeo cũng cực kỳ đẹp luôn này. Đẹp mà thời trang cực kỳ luôn đấy. Hai cái màu mình đang đeo ở trên tay này nhá. Ok em ơi, đồng hồ cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ thời trang luôn đấy, 59k, 59k một đồng hồ ạ. À. Xin chào Nguyễn Thảo Bảo ạ. À. Xin chào Nguyễn Huệ ạ. À. Xin chào anh Thống nhá. Thịnh Nguyên. Đồng hồ nhá 59k, 59k. Phí ship toàn quốc là, xin chào chị Loan Vi ạ, à. Phí ship toàn quốc là 30k nhá. Các bạn đặt hàng chỉ cần ghi là 59k cộng màu cộng số điện thoại và đồng hồ nhá. Còn nếu ai mà mua kem. Cảm ơn em nhá. Oanh Thống ạ. À. Xin chào Phạm Linh ạ. À. Đấy, mua kem chỉ cần kem cộng màu của đồng hồ và số điện thoại thôi ạ. À. Chỉ cần số điện thoại ngày mai bên mình sẽ chốt đơn ạ. À. Rất nhiều người bị ẩn comment ạ. À. Rất nhiều người bị ẩn comment thì ấn kết bạn với mình ạ. À. Xin chào Thu Lý Nguyễn ạ. À. Rất nhiều người bị ẩn comment ạ. À. Thì các bạn chỉ cần ấn kết bạn với mình thì để không phải ẩn không không bị ẩn ẩn comment đấy ạ. À. Xin chào chị Lý Nguyễn ạ. À. Mua kem BB sở thích nhé. Nguyễn Dinh ạ. À. Kem BB sở thích này ạ. À. 315k BB sở thích sẽ tặng một đồng hồ Rio ạ. Đồng hồ Rio trong buổi ngày hôm nay này. Cảm ơn chị Lý nhá. Đồng hồ Rio trong buổi ngày hôm nay là vừa hàng bán nhé. Bán 59k một đồng hồ Rio. Mình đang đeo trên tay đây. 59k một đồng hồ Rio. Hàng thật, ảnh thật luôn. Quay trực tiếp luôn nhá. Một đồng hồ Rio ạ. 59k một đồng hồ Rio, phí ship toàn quốc là 30k bạn nhá. Còn mua một cây kem BB Stick này sẽ tặng một đồng hồ Rio, tùy các bạn chọn màu xanh nhá. Xanh đỏ, đen, nâu. Xanh đỏ đen nâu nhá. Xin mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Chia sẻ cái like này giúp mình ạ. Thì ai mà chia sẻ trên 20 hội nhóm ấy sẽ được tặng đồng hồ Rio giá 0 đồng đấy ạ. Ai chia sẻ 20 hội nhóm sẽ tặng đồng hồ giá 0 đồng đấy ạ. Em ở Bắc Giang ạ. Hàng hàng ship hàng toàn quốc nhá, hàng COD toàn quốc ạ. Đặt hàng chỉ cần là số điện thoại thôi, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Rất nhiều ạ. Xin mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Chia sẻ này, ai chia sẻ mua đồng hồ giá Rio với giá là 59k. Và chia sẻ cho mình thì là sẽ mua kem này, kem BB sở thích này sẽ được tặng một đồng hồ Rio này ạ. Hoặc một máy massage này ạ. Hoặc một máy massage lưng cơ mặt này ạ. Màu đỏ là dành cho da nhăn, lám, tàn nhang. Còn màu xanh, xanh dành cho da mụn, nhờn. Đưa máy massage lưng cơ mặt. Đưa theo chiều này. Từ trên xuống này. Cực kỳ thích luôn ạ. Xin mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Xin mọi người chia sẻ cái like giúp mình, bây giờ mình sẽ test thử nhé, test tiếp cái độ che
che phủ của nó này. Mình sẽ test tiếp cái độ che phủ của nó. Đấy. Xin chào Nhật Lệ. Mình sẽ test tiếp cái độ che phủ của nó nhá, thấy chưa? Mất luôn một vị trí luôn, mất luôn nhá, mất luôn, không còn cần lại gì nữa đâu ạ. Không còn lại một chút dấu vết gì nữa ạ. Và cái sẹo Zola trên trán mình đây nhá. Xin chào Hiền Đàng ạ. Cái sẹo Zola trên trán mình đây là lúc đầu mình cũng đã test rồi, nhưng mà bây giờ ai vào sau mình test cái sẹo Zola trên trán mình nhá. Xin chào Hà Đăng ạ, xin chào Chim Chích Bông ạ. Đấy, cái sẹo Zola trên trán mình là mất tích luôn nhá. Xin chào Thu Hạnh ạ. Cảm ơn ạ, Hiền Đặng Đặng Hiền ạ. Đồng hồ đẹp lắm ạ, xin chào. Xin chào Mai Vân ạ. Xin chào Lâm Diệp ạ. Xin chào Lâm Nhật Diệp ạ. Đấy nhá, cái sẹo Zola trên trán mình là mình bị Zola trên trán mình nhá, vừa bị xong cách đây được có mấy ngày nhá. Là sẹo Zola nó thâm và sâu nhá, khi mình test cái kem mới lên là không gần như là không. Xin chào Trần Văn Giang ạ. Gần như là không nhìn thấy nhá. Cảm ơn Chim Chích Bông nhá, hôm nào rảnh ra chơi. Đấy, không nhìn thấy gì nữa nhá, không nhìn thấy nữa. Đây còn xin chào anh Trần Phương ạ. Nhá, cái vết bên mình đây ạ. Cái vết bên mình còn lại đây ạ. Đồng hồ Dio đây ạ. Hôm nay nhá, mình sẽ thông báo mọi người nhá. Vừa là bán vừa là hàng tặng đồng hồ Dio luôn đấy ạ. Vừa là hàng bán, xin chào Đỗ Hồng ạ. Vừa là hàng bán vừa là hàng tặng ạ. Vừa là hàng bán vừa là hàng tặng đồng hồ Dio đấy ạ. Đồng hồ Dio 59k nhá, phí ship toàn quốc là 30k. Free ship 5 chiếc trở lên nhá. Free ship 5 chiếc trở lên ạ. Xin mọi người chia sẻ giúp mình cái like này ạ. Trong khi mua kem BB sở thích này ạ, mình nhá, kem BB sở thích này 315k free ship toàn quốc, các bạn vẫn được tặng một đồng hồ này ạ, một đồng hồ Dio tùy các bạn chọn màu nhá. Cảm ơn Nhung Hoàng nhá, bầu không ảnh hưởng gì đến cái khuôn mặt em ạ. Cảm ơn anh Trần Phương nhá, rất nhiều like ạ. Chứ cái bầu đấy, cái bầu thì cái mặt nó to gần bằng cái mâm một chút thôi. Xin chào Điện Thành Hà An, Trương Hiền nhá. Bây giờ mình sẽ test tiếp một vết chì đây ạ. Ok nhá, ok anh Tình Nguyễn, lúc nào qua luôn nhá. Hàng luôn có sẵn nha, hàng luôn có sẵn nha, kể cả đồng hồ, tất cả các loại kem và hàng luôn luôn có sẵn ạ. Cảm ơn Trương Hiền nhá. Đấy, mình sẽ test tiếp này. Vết chì trên mặt mình đã biến mất nhá, vết chì trên mặt mình đã biến mất hẳn này. Vết chì trên mặt của mình đã biến mất luôn. Trong buổi phát live ngày hôm nay nha, mình vẫn giới thiệu lại nhá. Trong buổi phát live ngày hôm nay này, đồng hồ Dio ở dây da lộn này. Đồng hồ Dio dây da lộn vừa là hàng bán vừa là hàng tặng. Ok, cảm ơn anh Trần Sang nhá. 5 chiếc sẽ được free ship nhá. 5 chiếc đủ màu sẽ được free ship. Sáng mai anh để ý điện thoại nhá. Sáng mai để ý điện thoại là bên em sẽ gọi chốt đơn nhá. 5 cái nhá, mình nói nhá. 5 chiếc đồng hồ này sẽ được free ship toàn quốc luôn nhá. Xin chào Đỗ Vinh ạ. Tiếp Đỗ Vinh lúc nào xin lung linh. 5 chiếc đồng hồ này sẽ free ship toàn quốc luôn. Còn 1 chiếc đồng hồ các bạn mua với giá là 59k, 30k toàn 30k phí ship toàn quốc nhá. 30k phí ship toàn quốc, còn 59k là đồng hồ này, mua một đồng hồ là giá 59k, 5 chiếc. 5 chiếc đồng hồ sẽ free ship. Và đồng hồ trong buổi ngày hôm nay nó vừa là bán này, vừa là hàng tặng ạ. Bán là bán kèm theo cây kem BB Static 315.000 này. 315.000 các bạn sẽ được tặng một đồng hồ Dio hoặc một máy massage lưng các bạn.
nhá, một đồng hồ Dio hoặc máy massage lưng cơ mặt. Xin chào Ngọc Tú ạ. Thì xong xin mọi người chia sẻ cái like giúp mình, chia sẻ cái like giúp mình để nhiều người để nhận được quà tặng này khi mua kem này. Ok, cảm ơn Nhung Hoàng nhá. 10 cái free ship nhá. Ngày mai bên mình sẽ gọi để bạn chốt màu nhá. Có rất nhiều màu nhá. Màu xanh, màu xám, màu đỏ, màu nâu, màu đen, màu vàng bò và màu hồng nhạt nữa. Thì đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại thôi ạ. Ngày mai bên mình sẽ gọi chốt đơn ạ. Rất nhiều bạn ẩn comment nhá, rất nhiều bạn ẩn comment. Ấn kết bạn với mình thì sẽ không bị ẩn comment đâu ạ. Nhiều bạn bị ẩn lắm ạ. Mình không thể nhìn thấy các bạn ạ. Thì đừng trách mình nhé, tại vì dạo này Facebook ý, nó hay bị ẩn comment lắm ạ. Dạo này Facebook hay bị ẩn cực kỳ luôn. Xin chào đặc bản nhá. Đấy nhá, bây giờ mình sẽ test tiếp này, test tiếp cái độ che phủ của cái kem này này. Luôn luôn là hàng chuẩn nhá, luôn luôn là hàng chuẩn. Ok, đặc bản. Xin chào chị Hà Xuân ạ. Luôn luôn là hàng chuẩn nhá. Đây nha các bạn nhìn nhá, ba cái vết chì trên mặt mình đây. Đấy. Xin chào chị Hà Xuân ạ. Mua một BB sở thích này, mua một BB sở thích này các bạn sẽ được tặng một đồng hồ Dio nhá. Đồng hồ thời trang nhá, thời trang Dio này chống xước nhá. Các bạn đi mưa này, hay rửa tay được nhá. Bình thường nhá, chỉ cần ngâm một nước thì không được. Các bạn nào hỏi ngâm một nước có được không? Ngâm một nước thì cái gì đâu chết bạn ạ. Cứ để vào túi quần mà ngâm lên qua đêm thì chắc kiểu gì thì hôm sau thì kim nó không chạy thì nó cũng đứng im một chỗ ạ. Nó không chết thì nó cũng đứng im một chỗ ạ. Xin chào Trần Đông nhá. Đây. Đồng hồ Dio nhá, đồng hồ Dio các bạn khi mua một cây kem BB sở thích siêu che khuyết điểm chống nắng dưỡng trắng này, siêu che khuyết điểm chống nắng BB sở thích này các bạn sẽ được tặng một đồng hồ Dio nhá. Sẽ được tặng một đồng hồ Dio dây da lộn. Đồng hồ Dio này là trong buổi ngày hôm nay nhá, các bạn chia sẻ giúp mình này. Mình vừa là hàng bán, vừa là hàng tặng nhá. Bán là bán 59k vào đồng hồ đây ạ. Bán là bán 59k một đồng hồ. Phí ship toàn quốc là 30k, ai mua từ 5 chiếc trở lên sẽ được free ship toàn quốc ạ. Chào Đặng Diệp, ai mua 5 chiếc trở lên là sẽ được free ship ạ. Bạn nào nhá. Mua 5 chiếc trở lên rất nhiều người bị ẩn comment ạ. Ấn kết bạn với mình sẽ không bị ẩn comment đâu ạ. Ấn kết bạn với mình sẽ không bị ẩn comment đâu ạ. Xin mọi người chia sẻ giúp mình cái like nhé. Chia sẻ giúp mình cái like nè. Xin chào Tuyết mùa hè. Rất nhiều người bị ẩn comment là tại vì Facebook dạo này nó hay bị ẩn comment lắm mà mình không thể biết. Mình chào các bạn, mong các bạn thông cảm nhá. Tại vì nó không hiện lên nhá. Nó không hiện lên thì mình không thể nhìn thấy các bạn được đâu ạ. Thì các bạn đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại thôi ạ. Thì mai bên mình sẽ chốt đơn. Nhiều bạn bị ẩn comment lắm, dạo này Facebook nó thế mà. Một cây kem nhá, một cây kem trang điểm này, siêu che khuyết điểm chống nắng. Kem này gọi là kem BB thần thánh rồi đấy ạ, rất nhiều người biết đến mà mình đã bán nó từ lâu rồi đấy ạ. Chỉ riêng nhá, bên mình nhá, các bạn mua nhá, đừng so giá nhá, không được so giá đâu ạ. Tiền nào thì của đấy thôi ạ. 315k free ship toàn quốc. Trong buổi phát live ngày hôm nay là đã được free ship toàn quốc rồi, nhưng các bạn sẽ được tặng một chiếc đồng hồ đấy ạ. Tặng một chiếc đồng hồ dây da lộn này, một chiếc đồng hồ Dio dây da lộn này. Dây da lộn ngày hôm nay, Dio dây da lộn ngày hôm nay này, mình là vừa là hàng bán này. Xin chào mãi một tình yêu ạ. Vừa là hàng bán, vừa là hàng tặng trong buổi ngày hôm nay nhé. Đây, đồng hồ Dio dây da lộn vừa là hàng bán, vừa là hàng tặng trong buổi ngày hôm nay. Xin chào Hoàng Nguyệt ạ. Đây, vừa là hàng bán, vừa là hàng tặng trong buổi ngày hôm nay nhé. Kem BB giật tích này thì mình bán rất nhiều mấy năm nay rồi, bắt đầu từ lúc nó ra đến giờ là rất nhiều người biết là theo dõi mình là bán kem BB giật tích này rồi ạ. Và các bạn mua quen rồi thì các bạn không bao giờ lăn tăn về giá đâu ạ, tại vì trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều hàng loại ạ.
nó từ mấy chục nghìn nó cũng có cơ ạ. Thế cho nên là các bạn đừng lăn tăn về giá mà kiểu quan tâm đến chất lượng của sản phẩm nữa. Chất lượng của sản phẩm nhá, bên mình bao chất lượng luôn, chuẩn, bao chuẩn nhá. Ai mà phát hiện đây là hàng giả đến đốt nhà mình luôn. Nếu bán hàng giả nhá, mất lộc. Bạn nào bảo đắt thế, đắt thế nhá, bán hàng giả mất lộc. Riêng kem BB sở thích này mình dám cam kết cam đoan các bạn nhé, nếu bán hàng giả mất lộc luôn, và các bạn nhé có thể đến đốt nhà mình luôn, mình dám thăng ăn mà. Ok em Hoàng Nguyệt, lúc nào rảnh thì sang nhá, môi mày mí, lúc nào sang cứ rảnh thì cứ nhắn tin chị trước hoặc gọi trước. Ví dụ hôm nào bận thì không sang, mà hôm nào chị rảnh thì cũng sang nhé, không có lúc phải chờ lâu nhá. Xin chào hoa rừng ạ. À, chia sẻ cho mình nhé, chia sẻ giúp mình nhé. 59k đồng hồ Rio dây da lộn ạ. 59k này ạ, vừa là hàng bán vừa là hàng tặng trong buổi ngày hôm nay, xả hết đồng hồ luôn ạ. Rất nhiều đồng hồ mình xả hết ạ, xin chào con đồng ạ. Xả hết nhá, xả hết đồng hồ này luôn ạ. Vừa là hàng bán vừa hàng tặng này, mua cái kem BB sở thích treo che khuyết điểm chống nắng 315k này sẽ được tặng một chiếc đồng hồ này ạ. Hoàng Nguyệt, Nguyệt để xin Lê thì Thảo chia sẻ nhá, mọi người chia xin mọi người chia sẻ cái like này giúp mình nhá. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Mình cũng like được một lúc rồi đấy, mình cũng dừng lại thôi. Hôm nay là có việc bận nên là không ngồi lâu được. Mọi người chia sẻ giúp mình nhé, mình hôm nay mình xả cái đồng hồ này đây, xả cái đồng hồ này là 59k đây. 59k dây da lộn ạ. Chia sẻ giúp mình nhá. Chia sẻ giúp mình nhá, 59k dây da lộn ạ. À mình đang đeo trên tay đây ạ. Đây, đang đeo trên tay đây. Còn mua một cây kem này sẽ được tặng một đồng hồ Rio này ạ, hoặc là máy massage lưng cơ mặt đây ạ. Bây giờ mình sẽ xin được kết thúc cái like này nhé. Xin chào ớt ớt nha. 59k gọng đỏ cũng xám. Có màu xám đi nhá, đỏ thì ngày mai nhá. Đỏ thì mình không cầm ở đây rồi, đỏ mình không cầm ở đây nhá. 59k đỏ xám nhá. Xin mọi người chia sẻ cho mình cái like này nhá. Bây giờ mình có việc bận rồi, hôm nay có việc bận là không thể ngồi lâu được. Hôm nay có việc bận không ngồi lâu được nhá. Xin chào mọi người nhá.